Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn của chính quyền phủ Kyoto, Nhật Bản do Thống đốc phủ Kyoto, ông Takatoshi Nishiwaki dẫn đầu. Lãnh đạo của hai địa phương đã ký kết bản ghi nhớ tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhằm đem lại lợi ích chung và thúc đẩy thực hiện các chương trình hợp tác trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định chuyến viếng thăm và làm việc với Thống đốc Takatoshi Nishiwaki lần này càng có ý nghĩa trong bối cảnh tròn 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương với những kết quả đạt được rất thực chất và hiệu quả. Kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác, bên cạnh thường xuyên trao đổi đoàn, hai bên cũng đã triển khai các hoạt động hợp tác trong phát triển du lịch, giáo dục. Thông tin với đoàn về mục tiêu phát triển của Thừa Thiên Huế theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Nhật Bản nói chung, phủ Kyoto nói riêng sẽ góp phần quan trọng để Thừa Thiên Huế thực hiện thành công mục tiêu này. Với phủ Kyoto, Thừa Thiên Huế mong muốn mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bảo tồn di sản, văn hóa, du lịch, đầu tư, thương mại, quy hoạch phát triển đô thị, đặc biệt là kinh nghiệm của Kyoto trong quy hoạch hạ tầng giao thông, triển khai chuyển đổi số và ứng dụng đô thị thông minh, phát triển nguồn nhân lực và y tế. Chia sẻ với lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về những thiệt hại trong đợt lũ vừa qua, Thống đốc phủ Kyoto cũng gửi lời cảm ơn tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức Ngày Văn hóa Giáo dục Kyoto tại Huế. Khẳng định những đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong hợp tác thời gian tới cũng phù hợp với mong muốn của phía Kyoto trong chuyến thăm này, đồng thời đề xuất hợp tác trong lĩnh vực nguồn nhân lực. Việc ký kết bản ghi nhớ giữa Thừa Thiên Huế và Kyoto tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài giữa hai địa phương trong lĩnh vực du lịch, bảo tồn di sản, giáo dục đào tạo, đầu tư, du lịch và thương mại vì sự thịnh vượng và phát triển trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi của hai bên.